Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sành Đồ Si. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Sành Đồ Si sẽ gửi cho mọi người bộ sưu tập áo khoác hiệu. Và trong cái bộ sưu tập ngày hôm nay chúng ta sẽ có những gì? Nào, ok, let's go, cùng nhau khám phá nào. Đầu tiên thì quý vị và các bạn hãy nhìn ở bên góc trái màn hình. A14, A15, A16 đấy chính là mã của từng sản phẩm. Bên dưới bao gồm dòng chữ vàng là bao gồm size, chiều dài, chiều ngang của chiếc áo. Và chữ bên dưới cùng đó chính là cái mức giá để quý vị có thể sở hữu được cái sản phẩm này. Cái mức giá này thì đã bao gồm cái phí ship bên phía Sành Đồ Si thanh toán rồi. Trong những trường hợp mà chúng ta nhận hàng, chúng ta cảm thấy nó không vừa, chúng ta cảm thấy nó không đẹp, chúng ta vui lòng thanh toán lại cái mức phí ship đấy cho bên phía giao hàng giúp Sành Đồ Si thì chân thành và cảm ơn. Còn để mua hàng thì quý vị liên hệ với Zalo 0337707398, có thể theo dõi thêm Facebook Sành Đồ Si, Instagram sành.vintage. Chẳng hạn như đây là chiếc áo mã A14, đây là một chiếc áo bomber size L, dài 73, ngang 56, đang được bán với mức giá là 400k. Thì trong cái 400k đã bao gồm cái phí ship ở bên Sành Đồ Si rồi thưa quý vị. Chiếc bomber này gần như là nó mới đến 98-99%. Đây là một chiếc áo mà trước đây thì mình từng sở hữu rồi, nhưng mà bây giờ mình quyết định rằng là mình sẽ share ra để cho những anh em khác cũng có thể sở hữu được chiếc áo này. Chiếc áo này đến từ một cái brand của Việt Nam thưa quý vị, nhưng mà cái cách làm việc của họ rất là tốt, và cũng như cái cách họ lựa chọn cái sản phẩm của mình rất là tốt. Đầu tiên là cái chất liệu thì họ chọn cái dòng hung tâm, cái phần cổ tay và cái phần bo ở dưới thì họ làm khá là đồng nhất như kiểu như thế này đó. Và đây là cái thương hiệu Friend Forever của Sài Gòn, cùng với những cái brand rất là nổi tiếng của Việt Nam vừa nổi gần đây, chẳng hạn như là Bo Bụi thì nổi cách đây vài năm, hay là Hôm Nay Bạn Mang Gì. Đấy, những cái thương hiệu đấy hiện tại là những cái thương hiệu rất là có tiếng tại Việt Nam, cho chủ yếu là giới trẻ thôi. Còn những người mà chúng ta hơi có tuổi một tí thì chúng ta chắc chắn ai cũng biết đến Việt Tiến hoặc là An Phước. Đó, đấy là những cái thương hiệu mà ở trong nước mà đáng kể ra mà chúng ta phải gọi nhắc đến tên. Bên trong thì họ có một cái lớp lót như thế này, khá là hay và cũng rất là ấm. Tiếp theo mã A15 của chúng ta thì cùng nhau đến với thương hiệu Adidas. Thương hiệu Adidas là một thương hiệu rất là nổi tiếng của nước Đức. Thì nhắc đến thương hiệu này thì chắc hẳn rằng là ba cái vạch kẻ sọc hoặc là logo ba lá là quá nổi tiếng rồi. Thì đây là một chiếc logo ba sọc. Đây là chiếc mã A15 size L, dài 70, ngang là 59, đang được bán mức giá là 480k. Và trong cái mức giá đã bao gồm cái phí ship bên phía Sành Đồ Si rồi thưa quý vị. Vẫn phải nhắc lại mọi người một điều như vậy. Tại vì thông thường cách thức làm việc của bên phía Sành Đồ Si là mình sẽ báo cái giá bao gồm cái phí ship luôn. Và hiện tại thì có rất nhiều những người mạo danh Sành Đồ Si để buôn bán dựa trên cái fame của mình. Thế nên mình nhắc lại một lần nữa, đó là mọi người nhắn tin cho Zalo 0337707398. Trong cái khung giờ hành chính thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp cho cái số hotline này, theo dõi thêm Facebook Sành Đồ Si, Instagram sành.vintage. Ở chiếc áo này thì nó khá là hay ở cái chỗ rằng là tức là họ có rất nhiều, cho mình rất nhiều những cái túi khóa khác nhau. Đây là một cái mẫu mà chuyên thiết kế cho cái dòng gọi là dòng outdoor ấy. Thì cái dòng này Adidas, mình thấy Adidas đã dấn thân vào từ rất là lâu rồi, nhưng mà các sản phẩm thì hiện tại là không có nhiều những cái mặt hàng như thế này kiểu ở Việt Nam. Có một cái chiếc túi nó ở phần phía tay, lúc nãy mình vừa cho mọi người xem rồi. Và đây là cái chiếc túi ở ngay trước ngực này. Khi mình kéo vào lại thì giấu được nó khá là gọn gàng như thế này nhá. Ở bên dưới thì cái túi người hay đút tay ấy, nó cũng có cái túi như thế này. Đặc biệt nó có một cái tag ba cái sọc như thế này ở phía cạnh cái túi ở bên tay trái ấy. Ở bên dưới thì cũng có cái phần này mình gọi cái phần dây bo vào. Đấy, dây bo vào thì cũng có cái logo Adidas ở trên đấy. Mặt ở trong thì họ lót khá là dày dặn và con áo này cũng khá là nặng mọi người nhá. Mặc tiết trời này là hợp lý và cực kỳ ấm luôn. Ở mặt đằng sau thì chúng ta thấy rằng là cũng khá là trơn. Nhắc đến nhiều những cái dòng thời trang khác nhau thì không thể không nhắc đến Woodwear. Và Wade hay Licky hay KH là một trong những cái chiếc như vậy. Tức là người ta hay nói trêu rằng là riêng với những chiếc áo kiểu Woodwear, tức là càng bẩn thì càng đẹp, càng cũ thì càng đẹp. Mình nhớ rằng là KH cũng đã từng có những chiếc áo mà nó hơn 100 tuổi ấy, đấu giá đâu đó rơi vào khoảng độ 300-400 triệu tiền Việt thì phải. Đây là chiếc áo A16 đến với chúng ta thương hiệu Wade. Thương hiệu Wade là một thương hiệu nổi tiếng của nước Mỹ, mình sẽ không nói về thương hiệu này quá nhiều. Đây là một chiếc áo size M, dài 66, ngang ở 54, đang được bán mức giá là 650k. Nói chung là so với cái giá trị mới của chiếc áo này ấy, thì cái giá này không quá là gọi là cao, và nó chỉ gọi là ở mức 1/4 cái giá tiền nếu mà quý vị mua mới thôi.
Nên là với những quý vị nào chưa từng mua hàng bên phía sảnh đồ si thì khi chúng ta nhắn tin đến thì chúng ta đừng có mặc cả đầu tiên ạ, rất là mệt. Chắc chắn rằng là nếu quý vị mua đơn hàng thứ hai thì bên phía sảnh đồ si cũng có rất nhiều những cái ưu đãi, hoặc những quý vị nào đã từng mua hàng bên sảnh đồ si mà được đổ trả rất là thoải mái thì mọi người cứ chấm ở bên phía phần bình luận giúp sảnh đồ si. Xin cảm ơn. Ở phần phía dưới thì họ làm cho chúng ta một cái thiết kế như thế này. Nếu quý vị nào đã từng mặc những cái dòng như này nhiều chúng ta sẽ biết. Họ làm như thế này để chúng ta dễ dàng hơn trong cái phần mà chúng ta tạo cái form body cho cái mình mặc quần áo ấy. Ở phần phía bên trong thì ở hai bên thì đều có cái túi nhỏ như thế này. Cái túi này thì mình thấy những cái bác lớn tuổi họ đi đánh cờ hoặc là họ đi dạo phố thì lúc nào họ cũng muốn có cái túi trong này. Thứ nhất là để kính, để thêm một chiếc ví nhỏ hoặc là để thêm chiếc điện thoại. Có nhiều quý vị mà chúng ta tầm trung trung tuổi ấy, thì chúng ta mình cũng thấy rằng là mọi người hay nhét những cái thứ kín kẽ vào ở bên trong này. Chất liệu để làm chiếc áo này theo cái dòng woodwear ấy, thì ở bên ngoài nó là cái chất kaki, nó khá là dày dặn. Ở bên trong thì họ lót cho chúng ta một lớp bông rất là dày. Mặc chiếc này mùa đông thì hết sảy con 37 luôn. Tiếp theo thì đó chính là mã A17 của chúng ta, cũng là một chiếc áo thuộc cái dòng woodwear, tức là một chiếc áo dành để lao động là chính ấy. Ngày xưa thì những chiếc áo như thế này thì người ta dành để lao động, chủ yếu làm về đường sắt, làm về những công việc nặng nhọc ở bên Mỹ. Ở cái thời kỳ mà hóa thổ dân da đỏ thì chắc mọi người biết rồi, thì chị KH cũng là ra đời vào trong cái thời kỳ đấy. Thì đây là một chiếc áo mà ở bên trong, bên ngoài là họ làm kaki nhá, bên trong là họ lót một cái lớp bông nó rất là đẹp. Chút nữa mình sẽ cho mọi người xem phần tay áo thì họ làm khá là hay. Với một cái thiết kế như này mình đánh giá rằng là nó là basic nhất dành cho một người đàn ông, rất là dễ mặc. Họ cho mình thêm cái túi nữa. Ở phần phía lót bên trong trong thì mọi người có thể nhìn thấy là cái lớp bông nhá. Đó, cái lớp bông rất là mượt. Và ở phần tay áo thì không hề có bông, rất là thuận tiện cho cái việc xỏ tay qua xỏ tay lại ấy. Và cái dòng woodwear thì mình cũng nói luôn với mọi người một điều rằng là càng bẩn hoặc là càng cũ thì nó càng đẹp. Chiếc áo này thì đến từ thương hiệu của Trung Quốc thôi, Xifeng. Xifeng là một trong những thương hiệu mà chuyên sản xuất đồ dành cho những người ở cái vùng khí hậu lạnh của Trung Quốc. Nếu mà mọi người đã từng xem những cái bộ phim về thời cũ một chút của Trung Quốc rồi ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng là cảnh quan rất là bi thương, xong rồi kiểu tuyết rơi trắng đầy đồi, xong rồi kiểu có những ông cụ mà đang ngồi ở trước cổng làng đợi con đi bộ độ về ấy. Đó thì nó là một trong thiết kế của thương hiệu Xifeng thì dành cho những cái địa điểm như thế. Nhưng mà mọi người cũng đừng có đồng hóa rằng là à mình mặc chiếc này vào mình sẽ giống như thế nha, không có đâu. Thời trang mỗi người mặc sẽ có một cái kiểu phối khác nhau và độ đẹp khác nhau. Chiếc A18 của chúng ta là một chiếc thiết kế khá là hay của Adidas. Chút nữa mình sẽ cho mọi người biết tại sao rằng là chiếc áo này thiết kế khá là hay. Mình sẽ nói qua một chút về cái thông tin của chiếc áo này, bao gồm là size. Đây là chiếc áo size M, dài 67, ngang là 52, đang được bán mức giá là 500k. Đây là cái tag Adidas ở phần phía bên cạnh cái túi áo bên tay trái mọi người nha. Ok, khi mình kéo lên thì mình sẽ cho mọi người xem phần tay. Đó, mọi người thấy hay chưa ạ? Thứ nhất là ở phần này, ở cái phần xám xám này mình cho mọi người xem, xám xám hơi xanh than này ấy. Đây là cái phần họ làm bằng cái chất liệu là gần giống như ni lông ấy. Nhưng mà ở phần còn lại thì nó lại rất là khác, tức là họ làm giống kiểu dạng là cùng cái chất như kiểu cái chất nỉ ấy. Nó rất là hay. Gần như đây là một cái thiết kế mà lần thứ hai mình nhìn thấy của thương hiệu Adidas này. Trước đây thì mình đã may mắn mình từng sở hữu qua một cái sản phẩm này thì mình đánh giá rất là cao. Tức là kiểu như là mọi người đi rửa rau hoặc là mọi người đi mùa này rửa chân rửa tay ấy thì rất là thoải mái ở cái đoạn mà kéo tay áo lên ấy. Đó, ở bên trong này họ còn bonus cho chúng ta thêm một cái rằng là cái lớp lót ở bên trong nó rất là xịn luôn ấy. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Cứ nhìn kiểu dạng là ok nhưng mà thực ra là ở bên trong là cái lớp lót bên trong là nó lưới, xong những cái chỗ mà họa tiết mọi người nhìn thấy ấy, nó là những cái lỗ thủng. Đó, họ thiết kế tinh tế đến mức độ như thế luôn ạ. Ok, mã A19 của chúng ta thì cùng nhau đến với thương hiệu là Dolce & Gabbana. Thương hiệu Dolce & Gabbana thì đây là một thương hiệu nổi tiếng, hay là rất là nổi tiếng, phải gọi là gần như nổi tiếng số 1, số 2, nói chung phải top 10 ở trên thế giới về những thương hiệu dễ nhận diện. Thì D và G thì có mặt rất nhiều tại Việt Nam từ rất là lâu rồi, nhưng mà những sản phẩm chính hãng thì không phải lúc nào mọi người cũng biết đến và săn đón được nhiều. Thì đây là một trong những sản phẩm chính hãng như vậy. Con này nhìn bên ngoài cực mớ luôn, nói chung là nó phải mớ đến 98% luôn đấy. Đây là một chiếc áo size M của Việt Nam,
khuyến cáo cho những quý vị nào khoảng dưới 63kg thì chúng ta mới nên mua về, tại vì cái chiều ngang của nó chỉ có 48 thôi, chiều dài của nó là 66, và chiếc này vẫn phải nói lại luôn là mới, gần như là rất là mới, mới đến 98% luôn. Và cái mức giá 450k này thì đã bao gồm cái phí ship ở phía Sành Đồ Xi rồi thưa quý vị. Tiếp theo, thương hiệu mà đàn ông nào cũng phải biết, đó là thương hiệu Polo. Thì chúng ta đến luôn một chiếc áo polo rất là dày, xài rất là dễ mặc. Đó là chiếc mã A20 của chúng ta. Có lẽ là chuyển từ chiếc 18, 19 xong rồi 20 nó thay đổi cái con số đầu hay sao ấy. Nó chuyển qua một cái chiếc áo rất là ấm. Ok, đây là một chiếc áo size L, là 71, ngang là 59 và đang ở bán mức giá là 650k. So với mức giá mới của chiếc áo này mình tham khảo trên web là nó rơi vào khoảng 4,2 triệu thì phải. Thì một chiếc áo rất là mới, gọi là màu nó khá mới. Đây, chính xác, màu chuẩn xác của nó ở bên ngoài là như thế này. Lúc mình để ở bên dưới thì cái đánh cái đèn nó lên, không lên hẳn. Đó, Polo US đây. Đằng sau thì còn có một cái mũ nữa. Và cái mũ này thì họ thiết kế khá là dày dặn. Đây, cái lớp lót bên trong nó này, bảo sao là không ấm. Khá là dày mọi người nhá. Chiếc áo này khá là dày và phải gọi là khá là nặng luôn đấy. Mặc mùa này gọi là hợp lý. Nếu mà mọi người không thích những chiếc phao thì đây là một giải pháp cực kỳ hợp lý luôn cho mọi người. Phần tay áo thì vẫn còn làm rất là tốt. Họ làm theo kiểu dạng là có một cái miếng dán xong rồi kết hợp thêm cái bo chun vào nữa. Ở phần túi áo này thì mình thấy rằng là họ thiết kế khá là hay. Thứ nhất là ở phía bên này thì cái khóa này thì còn có chữ polo rất là dài và họ làm bằng cao su ở trên này. Mặt lót ở bên trong thì có một chiếc tag nó khá là mờ nhạt rồi. Cũng có thể là do thời gian. Nhưng mà vẫn đảm bảo cam kết mọi người tất cả sản phẩm bên Sành Đồ Xi đều là những sản phẩm chính hãng hết. Nếu mà mọi người cảm thấy rằng là chiếc áo nào thật sự không chính hãng thì báo lại bên Sành Đồ Xi để chúng tôi có những cách phân trần và giải quyết. Đó, đây là phần tag mọi người nha. Mình nói luôn rằng là chiếc áo này thật sự nó rất là đáng đầu tiền bát gạo là ở cái còn ở cái chi tiết này này. Dán hai miếng vào. Đấy, kéo lên kéo xuống rồi, cực kỳ gọi là chắc chắn luôn. Chiếc mã A21 chúng ta thì cùng nhau đến thiệu Pool ha. Thương hiệu Pulhan này một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Người có thể hiểu rằng là cái thương hiệu Pulhan này ở Hàn Quốc thì cái vị thế nó gần giống kiểu dạng một vài những thương hiệu như là Việt Tiến ở Việt Nam chẳng hạn, hoặc là thương hiệu lớn hơn như thế. Nói chung quy mô của Pulhan nó lớn hơn, nhưng mà cái tầm ảnh hưởng cũng như là cái những cái món hàng hóa họ sản xuất thì gần như vậy. Đây là một chiếc áo cũng còn rất là mới, size M, dài 69, ngang là 53, vai là 46. Những chiếc áo này thì những quý vị nào khoảng 65 cân thì mặc sẽ rất là đẹp. Thông thường thì cái mức size ở bên phía Sành Đồ Xi sẽ quy định như sau. Thông thường thì những chiếc áo size S sẽ dành cho quý vị nào khoảng dưới 60kg hoặc là loanh quanh 60kg. Chiếc áo nào size M sẽ khoảng 65, size L sẽ khoảng 70 hoặc là đến 75, size XL thì rơi vào khoảng từ 75 cho đến 80. Đấy, mọi người cứ cân nhắc, đặc biệt cân nhắc cái số đo để chúng ta mua hàng. Tiếp theo cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là thương hiệu H&M, tức là H và M ấy. Chắc là mọi người nhìn thấy thương hiệu này rất là nhiều ở các trung tâm mua sắm lớn rồi đúng không? Thì đây là trong chiếc áo như vậy. Đây là một chiếc áo theo kiểu dạng bomber. Bên ngoài thì họ làm theo cái chất liệu vải polyester như thế này. Bên trong thì họ có thêm một lớp lót nữa. Đây là một chiếc áo mà khá là nhẹ nhàng. Đây là một chiếc áo size M, dài 68, ngang 53, vai là 45. Và trong cái giá 450k này thì đã bao gồm cái phí ship bên phía Sành Đồ Xi rồi. Mọi người mua hàng thì liên hệ với Zalo 0337707398. Hãy nhớ theo dõi thêm Facebook Sành Đồ Xi, Instagram sành.vintage. Thông thường các sản phẩm của H&M hay là Uniqlo thì cái tag của họ đen xì như thế này này. Đây là một cái đặc điểm nhận dạng của cái thương hiệu đến từ Nhật Bản. Nó gọi là một cái điểm đặc trưng rồi. Nên là chúng ta cứ cân nhắc khi mà chúng ta mua hàng hay là chúng ta check lại hàng, đặc biệt là hàng của H&M, tức là H và M ấy, hoặc là hàng của Uniqlo, thì cái tag của nó lúc nào gần như là 99% lúc nào nó cũng có cái tag đen đi kèm như thế. Còn cái tag xanh thì thông thường là của Polo Ralph Lauren. Tiếp theo mà A23 của chúng ta thì cũng là một chiếc bomber đến thương hiệu Zara. Thì thương hiệu Zara là một thương hiệu nổi tiếng rồi, chắc là không phải nói quá nhiều. Và mọi người phải nhớ một điều rằng là ở Việt Nam có rất nhiều những nhà máy của Zara. Ở Ninh Bình cũng có này, ở Hải Dương cũng có này, và ở trong Bình Dương cũng có này, Đồng Nai cũng có. Nói chung là rất nhiều những cái nhà máy của Zara sản xuất tại Việt Nam. Gần như là những cái món hàng tại Nhật Bản
hoặc là Hàn Quốc về Zara là chủ yếu là toàn sản xuất tại Việt Nam hết thôi, và họ vẫn trưng bày lên kệ. Nên là nếu bác nào mà cứ bảo rằng là hàng Việt Nam chất lượng thấp ấy, thì chúng ta nên cân nhắc lại một điều về cái kiến thức của mình, tránh để chúng ta đã sai rồi chúng ta truyền đi những kiến thức ấy cho những người khác thì có sai lè luôn. Zara thì có một đặc điểm rất là đặc biệt, đó là cái tag của họ lúc nào họ cũng để dài thướt thườn thượt như thế này, làm như kiểu rằng là họ rất là thừa vải. Chiếc ma A24 chúng ta là một chiếc bomber theo kiểu dạng là Alpha MA1 ấy. Đấy là cái dòng pilot ngày xưa, tức là dòng phi công ngày xưa ấy. Đây là một chiếc áo đến thương hiệu là Palm Angle. Thì đây là một chiếc áo size L, dài 68, ngang 58 và đang bán giá là 450k. Rất là rẻ so với một con Palm Angle mới. Thông thường là những con như thế này thì mình thấy đâu đó nó rơi vào khoảng độ 2,5 triệu cho 3 triệu ấy. Đây, đây là tên thương hiệu này. Đó, cái khóa thì họ làm bằng một cho chúng ta một cái khóa thiếc. Thông thường thì những chiếc Palm Angle họ sẽ thiết kế như thế này, và trên cái khóa này còn có một cái trục nó xoay được ấy. Kéo chiếc áo ra thì chúng ta sẽ thấy ở bên trong nó giống như kiểu một cái lòng đỏ cam ấy. Những quý vị nào đã từng xem cái dòng MA1, Alpha MA1 thì sẽ thấy rằng là chiếc áo này thật sự họ làm bên trong rất là đẹp luôn. Cái lót, lớp lót bên trong thì họ làm giống theo kiểu dạng là bộ đội ngày xưa ấy. Mà áo bộ đội thì mọi người biết rồi đúng không ạ? Rất chắc chắn, rất bền và đặc biệt là mặc rất ấm. Cái phần bo chun tay thì họ làm khá là đồng nhất và còn rất là mới. Giống như những chiếc theo kiểu dạng pilot ngày xưa, thì ở phần phía bên tay thì họ cũng có một cái túi nhỏ như thế này, hoặc là một cái túi thiết kế ra như kiểu tượng trưng ấy. Đấy, một cái đặc điểm. Với những người mà thích cái sự cơ bản hay là basic thì đây là một chiếc áo bomber mà không thể nào mà không có được. Những chiếc áo này thì chúng tôi cân nhắc rằng là quý vị nào chúng ta xem kỹ cái số đo trước khi chúng ta đặt hàng. Tại vì cái việc đổi trả nó khá là mệt mỏi và phiền phức cho cả quý vị mua hàng và cho cả phía bên shop nữa. Mà những quý vị nào chúng ta đã nhắn tin cho phía Sành Đồ Si rồi thì chúng ta không có gọi điện thêm cho Sành Đồ Si nữa, để tránh mất thời gian cho cả hai. Chiếc ma A25 của chúng ta thì đây là một chiếc áo hoodie duy nhất, tức là áo nỉ duy nhất trong cái bộ sưu tập này. Nhưng mà tại vì nó là theo kiểu dạng khóa hát zip nên cũng bỏ vào trong cái bộ sưu tập này luôn. Đây là một chiếc ma A25 size M, dài 65 và ngang là 52, đang được bán mức giá là 350k thôi. Điều đầu tiên khi cầm vào chiếc áo này thì đây là một chiếc áo nó khá là nhẹ. Mặc dù nó theo kiểu dạng là nỉ thật nhưng mà nó khá là nhẹ. Ở bên trong thì họ lót cho chúng ta một cái lớp bông như này, rất là ấm. Đây là đến từ thương hiệu của Ý, Giordano. Đây là một thương hiệu của Ý. Có nhiều quý vị mà cũng đã từng mua những cái sản phẩm bên sạch phía Sành Đồ Si thì cũng cùng cái thương hiệu này rồi, chắc chắn là biết. Đó. Đây là một chiếc áo cũng còn rất là mới luôn. So với những chiếc nỉ thông thường thì chiếc áo này còn rất là mới. Ở bên trong này họ cho chúng ta một cái tag khá là dài. Đây là một chiếc áo được sản xuất tại Hàn Quốc thưa mọi người. Và cái lớp lông lót bên trong này thì cứ tưởng nó nặng thôi, nhưng mà thực ra là nó rất là nhẹ. Nguyên cả con áo này mặc rất là nhẹ nhàng luôn. Đây là một chiếc áo mà chúng tôi bảo quý vị rằng là xứng đáng để mua. Tiếp theo đây là chiếc ma A26. Đây là một chiếc áo size S, dài 64, ngang 52, vai là 44, đang được bán mức giá là 450k. Rất là rẻ để sở hữu được một chiếc áo của thương hiệu Giorgio Armani. Giorgio Armani này thì chắc hẳn rằng là những quý vị nào khoảng độ tầm năm 2000 ấy, chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều những chiếc cặp mà chủ yếu là của quan chức xã, của cán bộ xã. Tại vì ngày xưa bản thân bố của Sạch Đồ Xì cũng là một người ngày xưa cũng là cán bộ xã, nên là biết rất rõ và rất là nhớ về chiếc cặp túi da mà ngày xưa bố đeo. Đó là Giorgio Armani. Đó, mang cái, nói chung là cái trí nhớ mà nó lưu lại cho Sành Đồ Si đến tận bây giờ vẫn là về cái thương hiệu này. Thì đây là một chiếc áo rất là xứng đáng tạm tiền bát gạo cho quý vị mà muốn sở hữu chiếc áo của thương hiệu này. Cái khóa thì nó được làm bằng thiếc và cũng khá là hay. Ở bên này thì có một cái túi áo như thế này, bên trong thì lót một cái lớp. Thực ra là cái lót lớp ở bên trong này thì thoạt đầu tiên khi mà cầm vào ấy, mình cứ nghĩ rằng là chắc là kiểu nó mặc được hai mặt đây. Tại vì cái lớp nỉ bên trong nó trơn bóng loáng, cứ như kiểu rằng là mấy con áo mà kiểu nó thiết kế ở mặt hai mặt ấy. Nhưng mà không, con áo này nó khá là nặng so với những cái thông thường nha quý vị nha. Cho những con áo thông thường thì nó khá là nặng nha. Ok, và chiếc áo vừa rồi thì cũng khép lại toàn bộ cái chuỗi bộ sưu tập của chúng ta ngày hôm nay. Chúc mọi người săn đồ vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.